Chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi ha. Và hôm nay thì tôi hướng dẫn cho các bạn một bài thánh ca ha. Một bài mà tôi có chơi solo rồi, đó chính là bài Giai khúc dân tiến 2, một bài rất hay của Giang Tâm. Cũng được rất nhiều các anh chị em học viên có muốn tôi hướng dẫn bài này. Giang Tâm có rất nhiều bài hay, ví dụ như là tôi cũng có phối khá nhiều bài cho Giang Tâm. Thì trong đó có cái bài Tìm về bên Chúa, một bài khá là mới và trẻ trung. Tôi có phối cho linh mục Trần Ngọc Hướng hát, các bạn có thể lên YouTube các bạn search ra ha. Có rất nhiều bài tôi đã phối của thánh ca của Giang Tâm thì rất là trẻ trung, rất hay, rất là đẹp, hòa âm cũng đẹp nữa đó ha. Thì đây, bài này thì viết ở trên giọng đô trưởng khá là dễ bởi vì không có dấu thăng giáng nào hết nữa. Đó. Công thức 1-4-5 thì bậc 1 là đô trưởng, bậc 4 là pha trưởng và bậc 5 là sọt trưởng. Giọng song song sẽ là giọng la thứ này. Đó. Bậc 4 sẽ là re thứ, bậc 5 sẽ là mi thứ. Và ngoài ra thì có một hợp âm bậc 7 đưa xong là hợp âm si giả. Đây, các bạn. Đó. Ngoài bài hợp âm cơ bản cho bất cứ một bài nào thì tôi cũng đều sử dụng những hợp âm nâng cao cho các bạn ha. Có thêm này, hợp âm đảo này, tăng, giảm, sút, 7, 9, 11, 13 vân vân. Đó là những hợp âm màu sắc mà giúp cho các bạn chơi đàn hay hơn và hiệu quả hơn và tinh tế hơn ha. Và giai điệu sẽ như thế này. Bài này thì viết trên nhịp 2-4 cho nên là khá là vui tươi, tức là hát nó không quá chậm. Bài này là Do, Re, Mi, Do, Mi, Re, Si, Re, Do. Hai đập Do, Re, Mi, Do, Mi, Re, Si, Re, Do. Đó. Do, Fa, Son, La, Do, Si, La, Son, Fa, Son, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Son. Rất là dễ nghe ha. Đó, giai điệu như vậy và chúng ta sẽ, đương nhiên đừng anh chị những cái bài như thế này thì không nên hát quá chậm. Có nhiều người hát chậm quá thì nó không ra. Do, Re, Mi, Do, Mi, Re, Si, Re, Do. Nó bị chậm quá. Cái tinh thần nó bài. Bài này hay viết giai điệu rất là hay ha. Rồi thì đầu tiên tôi sẽ vào là Do, Re, Mi, tôi sẽ vào là Do S9. Các bạn thấy không? Do S9 các bạn ha. Do, Re, Mi, Do, Mi, Re. Một hợp âm nữa các bạn có thể chơi, đó chính là Do sus 2. Yeah. Thì nốt giai điệu là nốt Mi rồi. Thì bạn có thể chơi sus 2. Thì khá là thú vị là ta ra ti ta ti ta ti ra ra. Hợp âm thứ hai tôi về hợp âm là Son S9 mà bắt si giáng. Si, Re, Do. Tôi vào la thứ 7-9. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Do, Mi, Re, Si, Re, Do. Đó. Do, Re, Mi. Tiếp theo chỗ này nghỉ tới 3 phách. Tôi có một hợp âm dẫn, đó chính là hợp âm Do 7 nhé. Do tam giác 7 mà đảo 3, tức là nó bắt si này. Đó. Ti. Đó. Ta, Ra, Ti. Để tiếp tục về về đô trưởng, nó dẫn này liên bậc được cung ha. Ta ra ti lại tiếp tục đó, ta ti ta ti ra ti. Ở đây tôi sử dụng hợp âm dẫn ha, các bạn nhìn này, ta ra ti vẫn có thể là sơ thai hoặc là S9 đều được các bạn ha. Ta ra ti ta ti ta. Ở đây tôi về hợp âm là si thứ 7 các bạn, si thứ 7 xong rồi về son thẳng giảm xong rồi về la thứ 7-9, khá là thú vị ha. Da ra ti da ta ra ti da ro. Cái nốt re này, này các bạn thấy sẽ là rất là thú vị ha. Tại sao tôi lại quay lại chỗ này là ta ra ti da ti ta ta ti ro. Wow. Trong đô trưởng tại sao lại có si thứ? Đương nhiên nó có cấu tạo nguyên tắc về hòa âm hết ha. Các bạn nên đi học. Tôi sẽ không có nhiều thời gian tôi giải thích về các cái cấu trúc hòa âm, nó sẽ rất mất nhiều thời gian mà các bạn mà không nắm được về basic, về cơ bản á thì các bạn sẽ thấy rất là phức tạp. Nhưng mà các bạn chỉ hiểu là nốt re đây là bậc 3 của âm si thứ này. Đó, xong rồi son là bậc 5, re lại là bậc 5 của son thăng giảm. Si, re, do, do là bậc 3 của la thứ. À, rất là thú vị. Tôi làm hết cả câu từ đầu này. Do, re, ti, ta, ri, ta, ti, ra, ra. Ta, ra, ti ta ti ra ra đó, ti ro ra ta. Wow ha. Thì đến đây tôi sử dụng công thức 251 của pha trưởng, thì tôi hợp âm là son thứ 7-9 này. Các bạn nhìn này,
hợp âm son thứ 7-9 nhé. Xong về đô 7 chữ 9 nè, si dáng, thấy không ạ? Tại sao lại có đây á? Lại có những cả son thứ ở đây cho đô trưởng á. Rất là thú vị là son thứ 7-9. Xong về đô 7-9. Thú vị hơn phải dùng đến nốt rê dáng. Nó bậc 9-9 hút rất là mạnh. Ti la ra ti về pha tam giác 7-9 rất là sang trọng ha. Tôi làm lại thử nhé. Da ra ti da ti si ti la son thứ này. Ti to da ra da ta ti ta ra ra ta. Thì ta ra ta ti thì các bạn thấy nào? Tôi sẽ vào là đây là pha thăng à về pha tam giác 7 nhỉ. Ti da ta ta ti ta là ở đây là gì? Son trưởng mà bắt pha, thấy không ạ? Ti ta ti ta ra ta. Yeah, thả thú vị. Tôi giữ nguyên nốt 7 đây. Ti ta hợp âm son bát pha ở đây. Về mi thứ 7, không nào. Ti ta ti. Ở đây về la thứ 7-9, la 7 hát ạ. Đó, ti xong rồi về rê thứ này. Da ti ta ta ta. Thì ở đây tôi sử dụng hợp âm dẫn này. Đó, rê thứ 7. La thứ bát đô. Son bát si, la thứ 7 về son sơ. Để các bạn nhìn này, fa mi re do son, quay lại ta ra ta ra ta. Đó các bạn thấy chưa, khá là thú vị ha. Và tôi làm lại hết cả một cái câu một cho các bạn ha. Ta ra ti ra ta ra ti ra do dẫn ta ra ti ra ti si thứ vào ti ra son thứ 7-9 ti da ra ta ta ni ra 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 ta ni dẫn tam ta ra ra ro ta ra ti quay lại ha. Đó ta ta đó các bạn nhìn này ta ta ra ti ra ri ra ti ra ro. Thì ở đây các bạn có thể làm mới nó đi này, xong tiếp tục này tôi về đô trưởng mà tôi sử dụng ở đây là đô trưởng và đô trưởng bát son này. Đó, vừa nãy là đô 7 bát si đúng không ạ? Bây giờ tôi phải thành đô trưởng bát son này. Xong tiếp là ta ta ti. Tôi về đây tôi về pha thăng thứ 7-9-5. Nốt mi đây nó là bậc 7 của pha thăng thứ 7-9-5. Ta ra ta 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 ra. Wow. Thì ở đây tôi sử dụng hợp âm dẫn liên tục này. Pha thăng thứ 7-9-5 xong vào về pha thứ 6 này. Rê ở đây nó là bậc 6 của pha thứ 6. Tại sao trong đô trưởng lại có pha thứ 6? Wow, ha, rất nhiều những hợp âm màu sắc. Đó, thì cái này các bạn, tôi lại nói là các bạn hãy nên đầu tư đi học về hòa âm ha. Nó rất nhiều cái kiến thức hòa âm rất là hay ha. Ta xong tôi về dùng hợp âm dẫn này, mi 7 này. Ta, ti, rê về là thứ đó. Các bạn thấy không ạ? Rất là thú vị ha, làm lại ha. Ta, ra, ti, ra, ta, ra, ti, ta, la 7, mi 7 rê và la đó ha. Tiếp tục ti da ra ti về. Ở đây á thì tôi sẽ sử dụng hợp âm là đô 7 bát son ti da ra ti. Hai giai điệu giống nhau thì các bạn hãy nên sử dụng hòa âm khác nhau nghe nó thú vị hơn. Thực sự là như vậy. Tôi thì các bạn nếu mà follow kênh của tôi thì đều biết đúng không? Tôi luôn có những cái cùng một giai điệu thì thường là chơi sắc thái khác nhau hoặc hòa âm khác nhau. Ngay ở trong những cái nhạc cổ điển cũng tương tự như vậy. Thì nó làm cho cái tươi mới hơn. Đó, hòa âm luôn làm tươi mới cái phần bài hát. Đó, giai điệu thì vẫn vậy, nhưng mà cái cách hòa âm này, cái cách hát này, hay là cái cách nhả chữ hoặc là cái âm sắc nó cũng tạo một cái thứ rất là thú vị ha. Đây các bạn nhìn này. Ti da ra ti pha tam giác. Ti ta ti da ra ta ra. Đấy các bạn ạ. Ti ta ti. Yeah. Ở đây sang nhảy sang cột 2 này. Ti ta ti ta ta ta. Ở đây tôi về âm là mi giáng nhé, mi giáng giảm, 7 giảm. Yeah. Đó, nốt la bậc 5 này. Này. Ti, các bạn thấy chưa? Đó. Ti ti. Tiếp tục này, tôi dẫn này. Fa đi xuống rê thứ này, fa son la đô rê. Wow. Thì giai điệu sẽ là fa son la đô rê thì tôi sử dụng âm dẫn nhé. Rê thứ 7. Mi tôi vào đô bát son đô bát mi son tôi vào đô bát này đô bát mi này xong rồi vào pha trưởng
ta và pha tam giác bảy này, xong rồi pha pha thăng này, đó, đô vào và pha thăng này, đô rê, tôi vào si giáng trưởng cho nó căng lên, đó, tại sao lại có si giáng trưởng? Wow, xong rồi vào hợp âm son son 7-9 này, ta ra ta ra ta, wow, quá thế không? Ngay là tức là các bạn có câu dẫn rất là hay, ti đó ti. Tại sao lại có hợp âm si giáng trưởng, pha thăng thứ 7 trừ 5, pha thứ 6 hay vân vân, hợp âm mi giáng giảm? Wow. Thì tất cả những cái đó nó đều trong cái bộ giáo trình của tôi gồm có 5 tập ha. Các bạn nào mà bận rộn không đến các trung tâm âm nhạc học được, không học một kèm một được, hoặc rất đam mê âm nhạc mà không biết cách nào để có thể học được, thì đây là bộ giáo trình rất là ưu việt. Tôi đi hệ thống từ cơ bản đến chuyên sâu cho các bạn không phải học cóp nhặt. Cũng có rất nhiều các bạn học viên có nhắn cho tôi là thầy ơi em học bao nhiêu năm rồi mà cũng không được tiến bộ. Thì cái đó là liên quan đến phương pháp, cách học và giáo trình nữa và cái sự tương tác nữa. Thì chính vì vậy mà tôi đã đúc kết khoảng 20 năm từ lúc thời điểm tôi còn học tại Nhạc viện Hà Nội ha. Và ra giảng dạy cho các trường đại học và hướng dẫn cho rất nhiều các bạn học viên. Cũng như làm rất nhiều MV cho các ca sĩ chuyên nghiệp cũng như là các MV về thánh ca. Cho nên là tôi đã ra cái bộ giáo trình gồm có 5 tập từ cơ bản đến chuyên sâu. Và một bộ giáo trình riêng về cho các bạn nào mà cảm âm đang bị yếu, tức là mình không nghe được hợp âm, mình không nghe được các cái âm giai hoặc giai điệu và hợp âm á, thì cũng có một bộ giáo trình riêng để phát triển khả năng tai nghe. Thì tất cả nội dung như vậy tôi đều để ở trên website haipiano.com. Thì trong những cái nội dung khoa học đó thì gồm những cái gì? Ví dụ như là đó hợp âm bố trưởng này, xếp hòa âm 4 bè sao? Đó đô S9 xếp sao? Đô 7 xếp sao? Đó 7 át, 7 tăng, 7 giảm. Đó. Hợp âm dẫn. Thế nào là hợp âm dẫn, cách xây dựng câu lót như thế nào, cách lấp khoảng trống, cách chơi những bài dân ca, vân vân, những bài về Tây Nguyên, vân vân, chơi tiết tấu bút xa, đó em, vân vân, Fox, vân vân, rất nhiều các cái tiết tấu mà các bạn được học từ cơ bản đến chuyên sâu đó. Ví dụ như là hòa âm trưởng thứ, hòa âm giai điệu, tại sao trong đô trưởng mà lại có la giáng trưởng hay si giáng trưởng em? À, hợp âm 7, 9, 11, 13, vân vân. Có đầy đủ hết. Cách xây dựng intro, outro làm sao, tổng hợp ấy các bạn. Chỉ cần học hết 5 cái tập đấy không, các bạn đã chơi đàn hay lắm rồi. Và các bạn thậm chí đệm hát, đệm thanh ca rất là hay rồi. Đặc biệt trong thanh ca thì các bạn dùng đến hợp âm 7 rất là nhiều. Thì cái sự ưu việt của khoa học này là mỗi một bài tôi làm giáo trình ấy là file PDF đó, sẽ gửi qua email ha. Và ngoài ra thì các clip của tôi thì tôi up link riêng. Vậy mỗi clip thì tôi làm rất là chậm, tại vì ở trên YouTube thì đôi khi tôi không thể nào mà làm dài một clip được các bạn ha. Thì khi mà trong khoa học thì tôi up link riêng cho những bạn mà mua khoa học. Thì những cái clip ấy tôi sẽ làm rất là chậm. Các bạn nhớ tôi làm rất là chậm đó, khoảng 25 đến 30 phút một bài. Nó cũng đủ khoảng thời gian một ngày các bạn cho âm nhạc khoảng 30 phút là rất là tốt đó. Thì cách học là các bạn mở giáo trình file PDF cộng với lại clip ra. Các bạn ngồi trên đàn học đến đâu, các bạn thực hành đến đó, rất là tiện lợi. Chưa các bạn bận có thể tối học, tối các bạn bận có thể đêm học, đeo tai phone các bạn học, rất tiện lợi ha. Và sau mỗi bài học các bạn có câu hỏi, các bạn take note lại, gửi cho tôi sẽ trả lời cho các bạn. Sau 5 bài thì các bạn quay bài mẫu lại đó, ha. Có thể chọn những cái bài mà các bạn tập, hoặc là tôi có những gợi ý những cái bài thực hành ở trong cái bộ giáo trình đó. Quay clip lại xong rồi tôi sẽ sửa bài cho các bạn. Đây là cái cách học rất là ưu việt của rất nhiều trường âm nhạc trên thế giới đang áp dụng. Tức là cái người hướng dẫn và người học viên được tương tác với nhau. Đó, nên làm cho các bạn học rất là hiệu quả. Và chính vì vậy mà nó sẽ tiện lợi cho tất cả các lứa tuổi, thậm chí là 7-8 tuổi có thể học được rồi các bạn. Đó, chỉ cần ở nhà mở giáo trình ra nó tiện lợi như vậy. Đó, và giống như các bạn học trực tiếp với tôi vậy đó, lại vừa trả lời vừa sửa bài cho các bạn rất là khác biệt ha. Đó, và nó tiết kiệm cho các bạn rất nhiều cả về thời gian và tài chính nữa. Có rất nhiều bạn đi học tốn rất nhiều tốn kém về tài chính nhưng vẫn chưa thể nào đàn được, mà còn chấm được đàn thì bạn chỉ có vài hợp âm cơ bản thôi, hợp âm màu sắc thì không có biết đó. Trên là cả bộ tuyển tập này gồm 5 tập thì 75 bài giáo trình và 75 clip, wow, rất là khác biệt đó ha. Thì các bạn nào quan tâm thì có thể vào website haipiano.com hoặc email cho tôi để email và số điện thoại trên phần mô tả ha, và tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn ha. Rồi bây giờ có một đoạn ở phần điệp khúc nữa, tôi sẽ đi cho bạn luôn này. Do re mi 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 re. Thì ở đây tôi về đô S9. Do re mi 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 re. Tôi về son bass si. Dạ. Re tôi vào son bass si, xong về đô
đô đô đô đô si, đô tôi về la thứ bảy, la thứ bảy chín, đô 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 si, tôi về mi thứ bát son đó, pha tôi về pha tam giác bảy này, pa 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 đó, pa 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 thì pha tôi có âm dẫn về pha thăng giảm, ti ta tôi về mi thứ bảy á, ti da re thứ bảy này đó, la ti da ta tôi về la, la thứ bảy à, re thứ bảy xong rồi re bảy á, về son son tôi về son bát si, khá là thú vị ha, các bạn thử này. Ta ra ta ra 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 ta ti ra ra ta ti ta ti ra ta ti ta ta này, ta ra ta ti ra ti ra ti ta ra, wow ha. Tiếp này, ta ti ta ta ti ta ra ti đập ra ra, thì đoạn này à, tôi sử dụng hợp âm dẫn. Tôi sử dụng hợp âm là pha thăng giảm này. Ta 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 ti ra đó, nhưng nâng cao hơn một xíu. Là các bạn có hợp âm gì đây? Hợp âm C7 nhé. Pha thăng thứ 7 dưới 5 này. Ta ta. Đó, tôi dùng hợp âm C7 mà trừ 9, nó có nốt đồ thường ở đây. Đó. Ta 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 ti ta vào mi thứ 7. Các bạn thấy chưa? Ti ta ti. Tôi về re thứ 7 dưới 5. Đó. Ta ta ti vào son 7. Thú vị ha. Và tôi làm lại đoạn điệp khúc cho bạn các bạn là lần nữa nhá ha. Na ra ta ta ti ra ra ta ti ta ra ta ri ra ri ra ri ra ra ti ra ti ra ti ra ra ti ta. Đó, và bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn từ đầu bài đến hết bài một lần ha, và tôi cũng sẽ có một câu intro cho các bạn này. Thời gian trôi quá nhanh, tôi đã đi cho các bạn từ cơ bản để nâng cao bài giai khúc dân tiến 2 và bài rất hay của Giang Tâm ha. Các bạn nào mà muốn tôi hướng dẫn bài gì có thể comment cho tôi ha. Và hàng tuần tôi sẽ có một buổi live stream là chương trình về đệm thẻ về gọi là thánh ca theo yêu cầu. Tôi sẽ chơi rất là nhiều bài mà được anh chị rất là thích để chơi solo ha. Đó, và tôi sẽ thông báo ở trên group và trên kênh YouTube ha. Anh chị hãy nhớ bấm like, subscribe kênh để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mà tôi sẽ gửi ha. Và các bạn thấy clip có ích hãy nhớ bấm like, subscribe và share giúp tôi. Các bạn quan tâm đến khoa học có thể email cho tôi ha, và có thể vào website haipiano.com. Và các bạn muốn tôi chơi solo và hướng dẫn những bài gì, các bạn có thể comment cho tôi. Tôi luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.